NASA đang lên kế hoạch cho một công cụ khảo sát bầu trời mới có thể giúp làm sáng tỏ một số bí ẩn lớn nhất về nguồn gốc của vũ trụ. Nhiệm vụ được gọi là Spheres, hoặc quang phổ kế cho lịch sử vũ trụ. Kỷ nguyên tái ion hóa và ICES Explorer được thiết lập để khởi động vào tháng 4 năm 2025 và sẽ điều tra các câu hỏi lớn trong vũ trụ học. Chẳng hạn như điều gì đã xảy ra trong vài giây đầu tiên sau vụ nổ lớn bang và cách vũ trụ phát triển và tiến hóa. Để điều tra những vấn đề này, sứ mệnh này khác với các kính thiên văn như Hubble chuyên quan sát các ngôi sao hoặc thiên hà riêng lẻ. Thay vào đó, Spheres là một loại nhiệm vụ được gọi là kính thiên văn khảo sát. Có thể nhìn toàn bộ bầu trời. Điều đó cho phép nó xem thông tin về vũ trụ trên quy mô lớn. Beth Fabinski, phó giám đốc dự án của Spheres tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, JPL, cho biết. Đó là sự khác biệt giữa việc tìm hiểu một vài người thực hiện điều tra dân số và tìm hiểu về dân số nói chung. Cả hai loại nghiên cứu đều quan trọng và chúng bổ sung cho nhau. Nhưng có một số câu hỏi chỉ có thể được trả lời thông qua cuộc điều tra dân số đó. Spheres cũng sử dụng phần cứng khác với kính thiên văn như Hubble và James Webb. Thay vì có một gương rất lớn có thể tập trung vào các vật thể ở rất xa, nó sẽ có một gương chính chỉ ngang 8 inch. Nhưng nó sẽ có thể quét 99% bầu trời 6 tháng một lần. Nhanh hơn nhiều so với những kính thiên văn khác này. Giống như Webb, Spheres sẽ xem xét trong bức sóng hồng ngoại và sẽ sử dụng một công cụ được gọi là quang phổ kế có tác dụng phá vỡ ánh sáng để xem các vật thể ở xa được cấu tạo bởi những gì. Với khái niệm về sứ mệnh đã được xác định, hiện nhóm đang làm việc để chuẩn bị phần cứng sẵn sàng cho không gian. Alan Farrington, giám đốc dự án Spheres tại JPL cho biết. Chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển đổi từ làm mọi thứ với các mô hình máy tính sang làm mọi thứ với phần cứng thực sự. Thiết kế cho tàu vũ trụ như nó đang tồn tại đã được xác nhận. Chúng tôi đã chứng minh rằng nó có thể làm được từ những chi tiết nhỏ nhất. Vì vậy, bây giờ chúng tôi thực sự có thể bắt đầu xây dựng và kết hợp mọi thứ lại với nhau. Sứ mệnh này đã phải đối mặt với sự chậm trễ do nhiều vấn đề, nhưng mục đích là chậm nhất là phóng Spheres vào quỹ đạo trái đất thấp vào năm 2025. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.